Thêu chính là cuộc sống, là bản năng của người phụ nữ nơi đây. Từ lúc mới mấy tuổi, tôi đã được mẹ truyền dạy nghề thêu rồi. Cái nghề thêu của bà con dân tộc Dao Tiền ở đây thì đã có rất lâu rồi. Khi nào sinh ra thì đã có những cái bộ quần áo này gắn liền với thân thể của người ta. Bởi vì là khi sinh ra với lại khi mất đi thì vẫn phải mặc cái bộ quần áo đó. Chính vì như vậy cái bộ quần áo này nó có ý nghĩa là nó cứ phải từ đời này truyền sang đời khác. Bộ trang phục của dân tộc Dao Tiền được thêu hoa văn ở tà áo, lưng áo, gấu áo và cổ áo. Một bên vạt áo có từ 6 đến 7 họa tiết ở viền. Mỗi hoa văn đều rất tinh xảo và tỉ mỉ. Tuy nhiên, với lối thêu cách điệu tượng hình, có lẽ không phải ai cũng có thể hiểu hết được ý nghĩa của các hoa văn đó. Cuộc sống của cha ông từ xưa đã gắn bó với thiên nhiên, cây cỏ, nên các cụ đã nghĩ ra những hoa văn về cây cỏ, hoa lá, quen thuộc như hoa màu gà. Bên cạnh đó, còn có các hình vật nuôi như con chó, con lợn. Những con vật gần gũi với người dân, thể hiện cuộc sống ấm no, sung túc. Cái ý tưởng của người Dao ấy, thì người ta muốn phối được cái bộ quần áo đó đẹp, thì nó phải tìm những cái hoa văn, những cái họa tiết, những cái con vật là sao mà hàng ngày mình đã và đang nuôi ở trong gia đình mình. Đấy, khi mà người ta tìm hiểu đấy rồi người ta sàng lọc. Khi sàng lọc xong rồi người ta mới thêu được những cái con đó lên. Ví dụ như thêu con chó, thì con chó nó không phải thêu giống y xì như con chó, nó lại thêu, nó cải tiến đi, cải cách đi. Thì nhìn nó con chó nó rất là đẹp, giống như cái hoa. Có con lợn thì người ta thêu cái chuồng đấy nó cũng rất là tinh tế, nghĩa là nó rất là đẹp, nó lại không phải thể hiện rõ là cái chuồng lợn. Với lại thêu những cái con chim, thì những cái con chim này thì để họa tiết phù họa thêm thì cái bộ quần áo của mình sặc sỡ hơn, để làm sao tô thêm cái vẻ đẹp của cái bộ trang phục này. Mẹ tôi dạy thêu hình con chó thì phải thêu thêm hoa tám cánh bên cạnh thì khi đi rừng sẽ không bị hổ vồ và gặp nhiều may mắn. Người phụ nữ ở đây thì tự mình làm những cái áo đó cho chính mình mà, cho cả chồng và cho cả con. Cái hoa văn người ta thêu được ấy, đó đây là thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ và sự đảm đang của người phụ nữ là một người vợ trong gia đình. Một nét đặc sắc nữa của hoa văn họa tiết trên trang phục của người Dao Tiền là kỹ thuật in sáp ong. Sáp ong ở rừng đem về nấu thành cao thì mang đi phơi khô. Khi dùng chỉ cần đun lại rồi sau đó mang ra chấm vào vải. Đun sáp cũng phải đúng nhiệt độ thì mới lên màu sắc đặc trưng của sáp ong được. Những họa tiết như thế này để thêu đẹp và đều rất khó, nên chấm sáp ong sẽ đẹp hơn. Không chỉ đường nét tinh xảo, các họa tiết hoa văn thêu của dân tộc Dao Tiền còn rất đặc biệt bởi cách phối màu. Đa phần màu sắc của các họa tiết đều rất nhã nhặn, khi phối trên nền vải tràm đen hoặc trắng tạo nên tổng thể hài hòa. Tuy nhiên, để có thể thêu thành thạo và phối màu thuần thục là điều không hề dễ dàng. Khó khăn nhất khi học thêu là các họa tiết khó nhìn ra được hình dáng, khó tưởng tượng lắm. Mà thêu ngay lên vải chàm thì đắt lắm. Mẹ tôi phải cầm kim thêu, chỉ tôi từng tí một. Tôi học rất lâu, từ nhỏ đến khi lấy chồng mới thêu được cơ bản. Là một trong những địa bàn tập trung đông người Dao Tiền nhất tỉnh Cao Bằng, tuy nhiên nghề thêu truyền thống ở huyện Nguyên Bình đang đứng trước nguy cơ mai một. Số phụ nữ trẻ người Dao Tiền biết thêu đang ngày càng ít đi. Tôi nghĩ là mình là người quản lý nhà nước trên địa bàn thì mình bắt buộc mình phải làm cái gì đó để cái nghề thêu này không thể mất đi và những cái phong tục tập quán này không thể mất đi. Thì chúng tôi mới thành lập cái nhóm để cái nhóm này kéo các chị đến thì các chị đến đây là người biết thì bảo cho người chưa biết và những người giỏi thì bảo cho những người giỏi bình thường. Chính vì như vậy cái đấy thì là nó thành là thêm cái lớp học. Khi mà biết thêu biết dệt rồi ấy, thì là cũng làm ra các sản phẩm có thể là phục vụ cho du khách, đó chính là những cái đồ lưu niệm, những cái bộ trang phục truyền thống. Tham gia nhóm này, tôi đã học thêm được nhiều họa tiết hoa văn từ các chị em. Mọi người ai cũng vui vì sẽ gìn giữ được nghề truyền thống. Sản phẩm làm ra còn có thể bán lấy tiền mua muối, mua mỡ, mua sách vở cho con cái đi học. Tôi vui lắm.